Đoàn Văn Hậu nghỉ 2 trận đấu Indonesia. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu mới phẫu thuật điều trị gót chân, trong khi trung vệ Quế Ngọc Hải chưa chắc kịp hồi phục để tham dự 2 trận đấu Indonesia tại vòng loại World Cup 2026. Việt Nam sẽ làm khách của Indonesia ngày 21 tháng 3 và tiếp đối thủ này ở lượt về trên sân nhà Mỹ Đình ngày 26 tháng 3. Hai trận đấu với đội bóng xứ vạn đảo mang ý nghĩa quan trọng với Việt Nam trong cuộc đua giành vé vào vòng loại thứ 3 khu vực châu Á, đồng thời ảnh hưởng rất lớn tới chiếc ghế của huấn luyện viên Philip Rusi. Trong khi Indonesia liên tục tăng cường được những cầu thủ nhập tịch chất lượng như tiền đạo Ratna Orangom, hậu vệ Nathan Joaon, tiền vệ Thong hay thủ môn Martin Pace, Việt Nam không thể có lực lượng tốt nhất. Theo nguồn tin của VnExpress, Đoàn Văn Hậu sẽ tiếp tục vắng mặt ở đội tuyến quốc gia. Hậu vệ trái của câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa phải phẫu thuật điều trị gót chân và chắc chắn nghỉ hết mùa V-League 2023-2024. Trước đó, hồi tháng 11 năm 2023, sau khi vô địch V-League cùng Công an Hà Nội, Văn Hậu cũng đã phải sang Singapore phẫu thuật. Văn Hậu được xem là cái gai trong mắt nhiều cổ động viên Indonesia. Anh từng va chạm khiến Evan Dimas rời sân sớm, rồi lập cú đúp giúp Việt Nam giành chiến thắng trong trận chung kết SEA Games 2019. Ở cấp độ đội tuyển, khi có Văn Hậu, Việt Nam thắng 3 và hòa 2 qua 5 cuộc đối đầu Indonesia. Đội tuyển nhiều khả năng cũng không có trung vệ Quế Ngọc Hải đợt này. Tân binh của Bình Dương mới tái phát chấn thương cơ khép háng. Các bác sĩ đang theo sát tình hình hồi phục của anh và đánh giá hậu vệ quê Nghệ An khó kịp hồi phục. Trung vệ sinh năm 1993 từng bị rách cơ gân theo bắp đùi phải trước vòng 6 V-League mùa này, phải nghỉ thi đấu 3 tuần và lỡ ASEAN Cup 2023. Thực tế này khiến huấn luyện viên Rusi tiếp tục đau đầu với bài toán nhân sự. Hiện, hàng loạt cầu thủ quan trọng khác như thủ môn Đặng Văn Lâm, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và Đỗ Hùng Dũng cũng đang trong giai đoạn trị thương. Một số nguồn tin cho rằng Nguyễn Quang Hải khả năng cao cũng không thể góp mặt. Nhà cầm quân người Pháp sẽ phải xem xét các phương án mới. Theo lãnh đạo VFF, Rusi đang theo dõi Nguyễn Công Phượng để cân nhắc việc có triệu tập trở lại đội tuyển hay không. Trước đó trong chuyến du lịch tại Nhật Bản, ông đã tới câu lạc bộ Yokohama để trò chuyện cùng tiền đạo 29 tuổi. Công Phượng không giành được suất thi đấu ở câu lạc bộ nên phong độ hiện tại là dấu hỏi lớn. Việt Nam đang đứng thứ 2 bảng F, vòng loại thứ 2 khu vực châu Á, World Cup 2026. Sau khi thắng Philippines 2-0 và thua Iraq 0-1, Indonesia được 1 điểm và đứng thứ 3. Ở cuộc đối đầu gần nhất, đội bóng xứ vạn đảo đánh bại Việt Nam 1-0 tại vòng bảng ASEAN Cup 2023. Đó là chiến thắng đầu tiên của họ trước Việt Nam kể từ năm 2020. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.